Nhắc tới Lê Liệu, độc giả sẽ nhớ ngay tới những tiểu thuyết tiêu biểu của ông như Thời Xa Vắng, Sóng ở Đáy Sông. Những tác phẩm đã khắc họa rõ nét bối cảnh xã hội làng quê Việt Nam thời kỳ trước. Hai tác phẩm này đã được dựng thành phim và có ảnh hưởng lớn với rất nhiều thế hệ bạn đọc, khán giả Việt Nam. Với em thì Lê Liệu đã thực sự thay đổi văn học những năm 80 của thế kỷ trước của Việt Nam. Em cũng rất hay đọc các tác phẩm của ông. Đặc biệt em thích nhất là tác phẩm Sóng ở Đáy Sông. Nhà văn Lê Liệu thường viết những tác phẩm về các số phận của nông thôn, nhưng tác phẩm của ông thường rất có sức hấp dẫn đối với độc giả thành thị. Nhận định về những đóng góp của nhà văn Lê Liệu cho văn học đương đại Việt Nam, nhiều cây viết gạo cội cho rằng các tác phẩm của Lê Liệu thường mang một thông điệp rõ ràng, mà ở trong đó con người chỉ là con người đúng nghĩa khi họ được sống là chính họ, chứ không phải sống bằng những giá trị của người khác. Qua những cái tác phẩm của ông để được các cái tác giả kịch bản chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh như là Sóng ở Đáy Sông hay là như là Thời Xa Vắng, thì chúng tôi thấy rằng là đấy, cái bộ phim chuyện truyền hình nhiều tập của đạo diễn Lê Đức Tiến và người chuyển thể là nhà văn, nhà biên kịch Lê Ngọc Minh, hay là cái phim Thời Xa Vắng mà đạo diễn Hồ Quang Minh đã làm, thì phải nói rằng là đó là những cái tác phẩm điện ảnh đã chuyển thể từ tác phẩm gốc của văn học. Và qua cái tác phẩm đó thì người ta lại càng hiểu thêm cái giá trị văn học của gốc, đó là của nhà văn Lê Liệu. Và trên thực tế thì là những cái tác phẩm của ông mà được chuyển thể, vì ông là nhà văn, thì đều là những cái tác phẩm gây được rất là nhiều những cái sự xúc động, như là cái tác động đến với lại công chúng. Đặc biệt là cái văn chương của ông thì nó rất là sắc sảo, nó tác động và nó đến những cái kịch bản, rất là nhiều kịch bản mà thành công. Đối với các thế hệ nhà văn Việt Nam, Lê Liệu là một người bạn với tính cách giản dị, phong cách mộc mạc, mang đậm tính cách của những con người nông thôn Việt Nam. Qua những trang văn của ông, qua những cái câu chuyện mọi người kể, qua những cái bài viết, hình dung ra Lê Liệu là một cái con người mà rất là đôn hậu, vui vẻ. Khi mà gặp trang sách của ông lại thì chúng ta vẫn còn nhớ mãi những người như là Giang Minh Sài trong Thời Xa Vắng, như là Núi ở trong Sóng ở Đáy Sông. Và có thể nói rằng là những nhân vật đấy thì cũng ít nhiều là cũng hóa thân bởi chính cuộc đời của Lê Liệu, bởi vì Lê Liệu cũng là một cái nhà văn mà cuộc đời nó cũng rất là thăng trầm. Nhà văn Lê Liệu đã rời cõi tạm, nhưng ông và các nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết của mình vẫn còn ở lại với cõi nhân gian và vẫn sống trong lòng người đọc hôm nay.